Tôi không muốn nhắc nhiều về World Cup 2022, nhưng cách cầu thủ Argentina ghi bàn so với Hà Lan hay cách họ nhiều lần đi quá giới hạn mà không bị trừng phạt cho tôi thấy giải đấu này như đã được dàn xếp. Tôi nói thật lòng đấy, Messi phải là nhà vô địch World Cup. Đó là những chia sẻ mới nhất của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan Louis van Gaal. Ông ngụ ý nhấn mạnh rằng FIFA cũng như các trọng tài đã dàn xếp và làm đủ mọi cách để Argentina có thể lên ngôi tại kỳ World Cup vừa được diễn ra trên đất Qatar vào cuối năm vừa qua. Sau thất bại cay đắng trước đội tuyển Đức trong trận chung kết World Cup 2014, Messi và Argentina đã trượt dài một cách thất vọng trong gần 10 năm khi liên tục thất bại ở những đấu trường như Copa America và World Cup. Nhiều người tiếc cho Messi đã nói rằng thế giới nợ anh một danh hiệu Copa America, một danh hiệu World Cup. Messi là cầu thủ đẳng cấp và anh xứng đáng có những danh hiệu trên để được công nhận. Nhưng giờ đây, khi Messi đã gặt hái được đầy đủ tất cả danh hiệu cả trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, thì cũng có những người như Louis van Gaal trong phát biểu trên lại không công nhận điều đó. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng với chúng tôi, phát biểu của Louis van Gaal là sai lầm. Bởi vì Messi đã vô địch World Cup bằng chính tài năng và thực lực của anh, chứ không phải bằng dàn xếp. 5 lần nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, ghi 7 bàn thắng trong 6 trận đấu và có cho mình 3 kiến tạo, trong đó có cú đúp bàn thắng trong trận chung kết vào lưới của Pháp, cùng danh hiệu quả bóng vàng World Cup. Hay nói một cách flexing, đó là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Chỉ cần liệt kê bấy nhiêu thành tích mà Messi đạt được ở World Cup trên đất Qatar vào cuối năm vừa rồi, chúng ta cũng đủ biết Messi và các đồng đội của anh xứng đáng với chiếc vô địch này như thế nào. Thực tế sau thất bại 1-2 trong trận ra quân trước Ả Rập Xê Út, nhiều người đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng vô địch của thầy trò Lionel Scaloni. Và có lẽ vì phải đau đớn đón nhận một trận thua quá bẽ bàng trước một đội bóng được đánh giá thấp hơn, nên chắc nhiều người cũng đã quên mất rằng Messi có ghi bàn trong trận đấu đó. Chỉ là một quả đá phạt đền đơn giản và nó chỉ giúp đội tuyển Argentina có được niềm vui dẫn trước ngắn ngủi trước khi phải nhận những đòn hồi mã thương từ đại diện đến từ Tây Á. Trong bức tranh có phần u ám và ám đạm đó, Messi với vai trò là một người đàn anh đã nổi bật như một điểm sáng và là đầu tàu vực dậy Argentina đứng lên, không chùn bước trước thất bại và thắng một mạch trong các trận còn lại, tiến đến ngai vàng một cách đầy thuyết phục. Đáng kể nhất phải là pha làm bàn từ ngoài vòng cấm cực kỳ đẹp mắt với các chân trái ma thuật của mình trong chiến thắng trước Mexico ở loạt trận vòng bảng thứ hai. Chính bàn thắng này đã giúp cho đôi chân và tâm lý của Messi cùng các đồng đội không còn nặng trĩu, được giải phóng hoàn toàn và trở nên thăng hoa hơn nhiều. Và khi bước vào giai đoạn vòng đấu loại trực tiếp, Messi luôn đạt hiệu suất cực kỳ ấn tượng khi ghi 6 bàn liên tục trong 5 trận đấu thuộc vòng knockout. Và ở mỗi trận đấu đó, Messi đều ghi dấu ấn bằng nhiều cách khác nhau. Trong trận gặp Australia là một pha đệm lòng bằng chân trái vào góc xa rất hiểm hóc, không cho thủ thành Matthew bất kỳ cơ hội nào. Đến trận gặp Hà Lan, Messi ghi dấu ấn với một pha làm bàn từ quả phạt đền và một đường kiến tạo và nhãn quan chiến thuật thiên tài giúp cho Molina mở tỷ số. Đến trận bán kết đối đầu với Croatia, Messi đã khiến cho trung vệ được đánh giá là xuất sắc nhất tại giải đấu này là Josh Covadion bị bẻ mặt. Nhiều người còn nói vui rằng muốn xác định giá trị chính xác của cầu thủ bất kỳ, chỉ cần xem anh ta, thi đấu đối đầu với Messi là sẽ hiểu rõ. Còn trong trận chung kết là một màn trình diễn đẳng cấp cao của Messi khi anh lập một cú đúp và góp dấu giày trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Messi không chỉ giúp các đồng đội của mình thăng hoa, mà anh còn là điểm tựa cho cả đội bóng. Khi các cầu thủ Argentina mắc sai lầm, phải rơi vào những thời khắc khó khăn khi bị đối thủ gỡ hòa, Messi cho thấy một tinh thần của một người thủ lĩnh, một người đeo tấm băng đội trưởng. Không còn là những lần lầm lỗi cúi mặt, vuốt râu và những bước đi bộ chậm rãi như trong những đêm tại Olympico, Anfield hay công viên các hoàng tử, mà thay vào đó là những lời kêu gọi, thúc giục các đồng đội của mình không được bỏ cuộc và phải liên tục chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong các trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não, Messi luôn là người sẵn sàng gánh vác áp lực kinh khủng với vai trò là người đá đầu tiên để giúp những đồng đội của mình thực hiện sau có được tinh thần tốt hơn. Nếu chúng ta chỉ biết ca ngợi, chúc tụng Messi vì cho rằng anh là người có công lớn nhất trong hành trình vô địch thế giới của Argentina thì cũng chỉ đúng một phần. Và sẽ là một thiếu sót nếu chúng ta bỏ quên những người đã cùng kề vai sát cánh với Ampuga trong chiến tích vĩ đại này. Julian Alvarez cũng tỏa sáng với 4 pha lập công. Di Maria cho thấy cái duyên của mình ở trận chung kết với một bàn thắng vào lưới của Pháp. Ở phía sau, một hàng tiền vệ được hỗ trợ cực kỳ vững chãi với hai chiếc động cơ, McAllister và Enzo Fernandez, cùng với người anh em thân thiết luôn bảo kê cho Messi là Rodrigo De Paul. Và không thể nào không nhắc đến người gác đền Emiliano Martinez với những pha bay người cứu thua cực kỳ đỉnh cao. Đặc biệt, Martinez luôn là lá bùa hộ mệnh của Messi và các đồng đội trong những thời khắc quan trọng khi đội tuyển này đánh bại Hà Lan và Pháp trong hai loạt luân lưu cân não.
Argentina đã vô địch thế giới sau 36 năm. Nhìn lại hành trình tiến đến ngai vàng của thầy trò Lionel Scaloni, chúng ta cần phải nhìn nhận một cách công tâm rằng họ quá xứng đáng với chiếc vô địch này sau những màn trình diễn cực kỳ thuyết phục. Đó là một mệnh đề không có gì phải bàn cãi, bởi Messi và các đồng đội thể hiện một phong độ rất ấn tượng tại World Cup, chứ không phải chỉ vì những tin đồn dàn xếp. Thậm chí, ngay cả bài tướng của Argentina là huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps cũng đã thể hiện sự bất mãn trước những tin đồn nói trên. Tôi không hiểu những phát ngôn này có dụng ý gì với Argentina. Cuối cùng thì các cầu thủ của tôi hay bản thân tôi cũng không phàn nàn về bất cứ thứ gì, kể cả quả phạt đền mà chúng tôi đã nhận trong trận chung kết. Tôi phải chúc mừng cho cả Argentina và Pháp đã mang đến một trận chung kết hay nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Thực tế không chỉ riêng gì World Cup mà cả những danh hiệu khác từ Copa America cho đến thời điểm hiện tại khi Messi đang tận hưởng giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Nhiều người nói rằng thế giới nợ Messi những danh hiệu đó, nhưng đi kèm theo cũng có nhiều người cho rằng ban tổ chức của các giải đấu đó đã dàn xếp để Messi có thể vô địch. Thế giới đúng thật đã nợ Messi một danh hiệu World Cup, một danh hiệu Copa America khi phong độ của đội tuyển Argentina không được như ý trong giai đoạn 2014-2021. Nhưng Messi cuối cùng cũng đã có thể gặt hái được những vinh quang đó, làm rạng danh những cổ động viên tại quê nhà của mình bằng tài năng, thực lực và đẳng cấp đỉnh cao, bên cạnh những người đồng đội xuất sắc không kém, chứ không phải nhờ vào các trận đấu đã được dàn xếp và lên kịch bản. Messi là một cầu thủ vĩ đại và anh không cần những sự nhúng tay dơ bẩn từ các thế lực bên ngoài để có được mong muốn của mình. Tự bản thân Messi sẽ chứng minh cho những người hâm mộ hay cả những anti-fan biết được rằng đẳng cấp của anh là như thế nào. Xin một lần nữa khẳng định, thế giới muốn Messi vô địch và anh sẽ làm được điều đó, nhưng không phải bằng cách dàn xếp mà bằng chính những màn trình diễn thật sự đẳng cấp trên sân của anh.